cuốn sườn đấy thì gọi là gì nhỉ? Chỉ gọi là cuốn không à? Cái đó cuốn chuẩn chân này, cái đó mà các đồ vật ở sới vật Hà Tây cũ là rất hay thực hiện các bạn. Ngày hôm ngoài chúng tôi đã nói rất nhiều những cuốn chân các bạn. Chú Nguyên có chia sẻ bên cạnh chân thứ hai á, chân và cuốn bụng và bao nhiêu của chị này có hai cái này thì tròn còn tóm hai chân, tóm chặt hai chân, quá chặt hai chân, cuốn chân tại thì chúng biết còn thi đấu ạ hay là chuyển sang công tác khác. Có lẽ là chúng biết đã thi đấu được cao rồi, có kinh nghiệm rồi chăng? Chẳng sáng ngày ai chịu rằng Thứ Hà Thanh Hóa gặp cơ hội Hà Nội các bạn nhé. sau mà cuộc
rất mong các anh em hiểu một luật, một vật tự do chia sẻ cho khán giả biết và nắm rõ. Và xem thể thao và các luật sẽ hay hơn rất là nhiều. Rất mong các anh em và các huấn luyện viên, được an tâm và nắm rõ bóng đá, hãy chia sẻ cho tất cả các khán giả. Chuyển tay cái này.